Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai thứ ba của Mạnh Trường lần đầu được bố mẹ bế ra phố chơi Noel. Mạnh Trường lên chức bố bỉm lần ba khi bà xã hạ sinh thêm một cậu con trai cưng. Cách đây ít ngày, gia đình nam diễn viên cũng vừa tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho nhóc tỳ. Nhân ngày Giáng sinh, vợ chồng Mạnh Trường lần đầu bế con ra phố vui chơi vợ chồng mạnh trường bé con trai cưng ra phố chơi noel trên trang facebook cá nhân mạnh trường đã đăng tải hình ảnh cùng vợ con ra phố đi chơi giáng sinh hiện tại con trai thứ ba của mạnh trường cũng đã đầy tháng nên cứng cáp hơn do đó vợ chồng nam diễn viên thoải mái bế con ra ngoài để bé thích nghi với môi trường xung quanh anh chia sẻ lần đầu tiên Bi được lên phố chơi noel đầu đời lần đầu tiên con trai mạnh trường được đi chơi noel nhưng lại ngủ say xưa con gái lớn của nam diễn viên rất thương em trai và thích cùng bố chăm nhóc tỳ. Bà xã Mạnh Trường cũng khoe một số khoảnh khắc khi cả nhà cùng nhau ra phố. Vợ nam diễn viên cho biết dù được đi chơi nhưng cậu út vẫn mãi mê ngủ say xưa. Trong khi đó cô con gái lớn thì ra dáng chị cả, rất mê nhìn ngắm và luôn quấn quýt bên em trai ngoài ra bà xã mạnh trường còn bóc phốt rằng ái nữ đầu lòng ngày càng lớn càng có sở thích sống ảo giống hệt bố vợ của nam diễn viên viết đi chơi noel mà em út cứ lăn ra ngủ thế này chị cả thì đã bắt đầu thích chụp ảnh sống ảo giống bố con gái mạnh trường giờ đây đã ra dáng thiếu nữ bà xã nam diễn viên cho biết ái nữ thích sống ảo giống bố Bên cạnh đó, khán giả còn trầm trồ khen ngợi trước vẻ ngoài đáng yêu của con trai thứ ba nhà Mạnh Trường. Dù chỉ mới hơn một tháng tuổi nhưng cậu bé đã lộ rõ nhan sắc điển trai, xinh xắn và được nhận xét là bản sao hoàn hảo của bố. Bé Bi sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao vút khiến người hâm mộ suýt xoa vì quá dễ thương. Còn diện mạo đáng yêu của con trai thứ ba nhà Mạnh Trường có bé sở hữu sống mũi cao vút, gương mặt thanh tú. Nam diễn viên khoe ảnh đầu bù tóc rối khi giúp vợ chăm con. Cách đây ít ngày, vợ chồng Mạnh Trường đã tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho quý tử. Cậu đôi đã chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn với đầy đủ các món đặc trưng và được trang trí cầu kỳ. Bà ngoại của nhóc tì cũng hiếm hoi xuất hiện bên con cháu. Vợ chồng Mạnh Trường bày mâm cúng hoành tráng mừng đầy tháng quý tử. Cả gia đình nam diễn viên quay quần bên nhau đầy hạnh phúc. Mẹ vợ Mạnh Trường cũng hiếm hoi lộ diện bên con cháu. Bà xã nam diễn viên vẫn rạng rỡ sau khi sinh con. Vợ chồng Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi được lên chức bố mẹ lần thứ ba. Hiện tại, nam diễn viên hạn chế đi đóng phim để dành thời gian ở nhà chăm sóc cho gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.